để giúp mẹ chăm bé cực kỳ khỏe mạnh và bự bẩm. Một, chữa ngứa thủy đậu cho bé bằng cháo yến mạch. 2. Đừng sợ bé bị đói mà ép ăn. 3. Dỗ bé ngủ bằng cách hôn bé. 4. Soda là một bảo bối dọn dẹp nôn trớ cực kỳ hiệu quả. 5. Phòng bé ngủ nghỉ phải là một nơi khô thoáng, không bị ẩm ướt. 6. Trị ho cho bé bằng dầu nóng. 7. Để trẻ tiêm phòng không bị sốt bằng lá tía tô. 8. Chữa bệnh nấc cục cho bé bằng một chút đường cho vào lưỡi của bé.